Tiếp theo là một tình huống giao thông khác được camera ghi lại. Đang đi trên đường, một tài xế làm rớt ví và dừng khựng lại để nhặt, gây ảnh hưởng cho xe phía sau. Đây cũng là một trong những tình huống mà chúng ta cần chú ý khi bất ngờ phát hiện ra mình đánh rơi đồ vật gì. Hãy cùng xem tình huống này. Trong đoạn clip, một xe ô tô đang bon bon trên đường, phía trước là một người đi xe máy. Bất ngờ, chiếc ví bị rơi xuống đường và lái xe máy đã lập tức thắng khựng lại để nhặt ví của mình. Hành động có phần bản năng đó vô tình đã trở thành vấn đề với người điều khiển ô tô. Nhưng rất may, lái xe đã xử lý tốt, kịp thời đánh lái sang một bên.